Đến với hội thi giáo viên thành phố Thủ Đức, những đóa hoa tỏa nắng, chủ đề công tác thanh niên trong trường học thời đại số, chi đoàn trường tiểu học Long Bình xin gửi đến quý thầy cô những hình ảnh về một số hoạt động và phương hướng sắp tới của chi đoàn trong năm học 2023-2024. Trường tiểu học Long Bình được thành lập theo quyết định số 762 QĐUBTCCQ ngày 24 tháng 10 năm 1998 của Ủy ban Nhân dân quận 9 về việc thành lập trường tiểu học Long Bình. Đến năm 2010, trường được xây mới và đưa vào hoạt động năm 2011, tọa lạc số 42 đường 1A, khu tái định cư Long Bửu, khu phố Long Hòa, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Trường đã đánh giá ngoài và được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1. Hiện nay, trường có 41 lớp với 2.111 học sinh, khối 1 có 9 lớp, khối 2 có 8 lớp, khối 3 có 9 lớp, khối 4 có 8 lớp, khối 5 có 7 lớp. Trường có đủ các tổ chuyên môn, tổ văn phòng đáp ứng tốt việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Chi đoàn trường tiểu học Long Bình trực thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản phường Long Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh với tổng số đoàn viên là 25, trong đó ban chấp hành chi đoàn là 3 đoàn viên, gồm thứ nhất Trịnh Hồng Loan, bí thư chi đoàn, 2 Nguyễn Thanh Sang, phó bí thư, 3 Nguyễn Thị Thu Nguyệt, ủy viên. Ngay khi mới thành lập trường, lúc đầu chi đoàn trường tiểu học Long Bình có 16 đoàn viên, đến nay chi đoàn đã có 25 đoàn viên, chiếm 31% trên tổng số 80 cán bộ công nhân viên trong hội đồng sư phạm nhà trường, với đội ngũ đoàn viên trẻ, nhiệt tình, năng động, vững vàng chuyên môn. Có thể nói rằng đây là một nhân tố tích cực để chi đoàn đi vào hoạt động có nề nếp và đạt hiệu quả cao. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ đảng, ban giám hiệu nhà trường, trong những năm qua, chi đoàn luôn nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của ngành, làm tốt công tác phụ trách đội và đã đạt được nhiều thành tích. Kết quả đạt được trong năm học 2023-2024, chi đoàn có 1 giáo viên đạt nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp thành phố Thủ Đức, 9 giáo viên đạt loại giỏi trong kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, 5 giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường, 1 giáo viên đạt bí thư chi đoàn xuất sắc nhiệm vụ tháng thanh niên 2023, 1 giáo viên đạt bí thư chi đoàn tiêu biểu năm 2024, 1 giáo viên đạt tổng phụ trách đội giỏi. Nhiều sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên được đánh giá cao, có khả năng ứng dụng tốt. Năm học 2023-2024, chi đoàn được trao tặng giấy khen chi đoàn tiêu biểu năm 2024. Chi đoàn hoàn thành xuất sắc các hoạt động phong trào và được đánh giá là chi đoàn xuất sắc, vững mạnh nhiều năm liền. Trong hơn 20 năm trưởng thành và phát triển, chi đoàn luôn nêu cao vai trò xung phong, gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ mà chi bộ và nhà trường giao cho, đặc biệt là trong công tác chuyên môn, các hoạt động phong trào như văn hóa, văn nghệ, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, phong trào đổi mới sáng tạo trong dạy và học, phong trào thanh niên tiên phong chuyển đổi số, phong trào tương thân tương ái, nhường cơm sẻ áo. Những thành tích đơn vị đạt được trong những năm qua luôn có sự đóng góp to lớn của các đồng chí đoàn viên, thanh niên trong chi đoàn. Nhiều đoàn viên ưu tú đã được vinh dự đứng trong đội ngũ của đảng. Duy trì và phát huy tính năng động, sáng tạo của tuổi trẻ xung kích. Trong những năm qua, chi đoàn được chi bộ đảng, ban giám hiệu nhà trường và đoàn cấp trên đánh giá cao với những thành tích đáng khích lệ trên, đồng thời được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của chi bộ đảng, ban giám hiệu nhà trường. Trong thời gian tới, chi đoàn trường tiểu học Long Bình sẽ nỗ lực, phấn đấu để đạt nhiều thành tích cao trong việc thực hiện nhiệm vụ. Trong năm học 2023-2024, chi đoàn trường tiểu học Long Bình đã có nhiều hoạt động cụ thể và thiết thực, cụ thể như sau. Thứ nhất, đối với công tác quản lý đoàn viên và kiện toàn tổ chức chi đoàn, trong các tháng đầu năm học, chi đoàn đã tiến hành củng cố lại hồ sơ sổ sách, quản lý đoàn viên. Chi đoàn vận động 100% đoàn viên tải ứng dụng app thanh niên và cập nhật thông tin trong chương trình tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số. Thứ hai, đối với công tác phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thanh niên, bản thân chi đoàn vẫn tiếp tục duy trì tốt sinh hoạt định kỳ hàng tháng, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt. Chi đoàn luôn chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục, vận động các đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt nội quy của nhà trường.
Trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024, chi đoàn đã trao tặng 5 bộ đồng phục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tích cực chăm lo cho 70 học sinh khó khăn được nhận 70 phần quà Tết từ kinh phí công trình Xuân 2024, bán heo đất và bao lì xì. Năm 2024 mới chỉ đi qua được hơn 3 tháng, chặng đường phía trước vẫn còn rất dài. Những kết quả hoạt động mà chi đoàn đã đạt được trong thời gian vừa qua mới chỉ là bước đầu. Chính vì vậy, thời gian sắp tới, toàn thể chi đoàn còn phải cố gắng nhiều hơn nữa, tiếp tục phát huy tinh thần không ngừng đổi mới để có thể tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động. Với tinh thần hăng hái, đoàn kết, nhất trí của đoàn viên, với sự lãnh đạo sâu sát của đảng ủy, ban giám hiệu nhà trường cùng với đoàn cấp trên, tin rằng chi đoàn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra theo kế hoạch thực hiện thắng lợi công tác thanh niên năm 2024.